Niệm Phật cứu U Minh khổ. Trương Nguyên Thọ là người Sơn Tây. Nhà cậu làm nghề giết gà mưu sinh. Cha, mẹ, chúng ta có thể đổi nghề khác được không vậy? Đổi nghề à? Trời ơi, nghề này làm quen rồi, tại sao lại phải đổi chứ? Cha, sát sinh nói chung là không có tốt đâu. Không tốt à? Trời ơi, Thọ Nhi à, bọn gà vịt này, chúng sinh ra để cho người ăn, với lại con không giết chúng, sao chúng đầu thai siêu sinh được chứ? Đúng vậy Thọ Nhi, con không tới giúp cha mẹ, còn nói những lời này, con yên tâm, mẹ của con đều có niệm Phật cầu siêu cho chúng. Nhưng mà... Đủ rồi, đừng có nói nữa, cha đang bận. Nguyên Thọ, đứa con hiếu thảo, chỉ đành nén nỗi đau vào trong lòng, âm thầm hy vọng cha mẹ sớm ngày không làm nghề sát sinh nữa. Không lâu cha mẹ cậu đều qua đời, Trương Nguyên Thọ bắt đầu sám hối sát nghiệp. Nguyên Thọ huynh, huynh đang làm cái gì vậy? Là Trương huynh hả? Hiện giờ tôi đang tạc tượng Phật nè. Trương Nguyên Thọ đã tạc hoàn thành một tượng Phật A Di Đà cao 3 thước. Một lòng một dạ cúng dường lễ bái, niệm thánh hiệu A Di Đà Phật, hy vọng đem công đức này hồi hướng cho cha mẹ để cứu song thân. Một hôm, Trương Nguyên Thọ nằm mơ, mơ thấy căn phòng tràn đầy ánh sáng. Trong ánh sáng có 20 mấy người, tướng mạo vô cùng nghiêm trang, ngồi trên đài sen. Trong đó có 2 người nói với Trương Nguyên Thọ: Nguyên Thọ, bọn ta là cha mẹ con. Tuy lúc còn sống cha mẹ cũng từng niệm Phật, nhưng mà sát nghiệp của cha mẹ quá nặng, nên sau khi chết bị đày xuống kêu oán địa ngục. Tuy bị đày dưới địa ngục, nhưng nhờ có sức mạnh của niệm Phật, tuy bị sắc nung nóng và khổ hình ống đồng nóng, nhưng chỉ cảm thấy giống như nước lạnh thôi. Hôm qua có một vị sư phụ xuất gia đến thuyết pháp, 20 mấy người này cùng nhau chịu khổ đó. Nghe thầy ấy giảng Phật pháp đều đã rời khỏi địa ngục, sắp được giảng sinh nơi đất Phật rồi. Cũng do nguyên nhân như vậy cho nên mẹ đặc biệt đến nói với con. Sau khi nói xong, 20 mấy người này đều đi đến Tây Phương. Nhờ đại hiếu niệm Phật của Trương Nguyên Thọ mới giúp cha mẹ thoát khỏi nỗi khổ địa ngục, giảng sinh nơi thế giới Tây Phương Cực Lạc. No.
Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật. Nam mô